Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Khám phá cùng Ít. Hiện nay, các loại máy bay nhỏ, ô tô bay và phương tiện chuyên dụng đang xuất hiện ngày càng nhiều trên thế giới. Chúng được thiết kế cho những chuyến du lịch và di chuyển tầm gần. Nhưng khi cần vận chuyển hàng hóa, máy bay khổng lồ vẫn giữ được vị trí độc tôn của mình. Vậy có bao giờ bạn thắc mắc những chiếc máy bay khổng lồ trên thế giới lớn đến mức nào không? Cùng Ít khám phá ngay thôi nào các bạn ơi! Một, Antonov An-225 Mirya. Antonov An-225 đang là máy bay lớn nhất trên thế giới. Phòng thiết kế Antonov chỉ chế tạo một chiếc máy bay chở hàng quái vật này. Antonov đã thiết kế nó để chở phi cơ Buran, phiên bản tàu con thoi của Liên Xô, cũng như tên lửa đẩy Energia. Nhưng chiếc máy bay này nhanh chóng tìm được công việc vận chuyển hàng không khác sau sự sụp đổ của chương trình vũ trụ Liên Xô. An-225 là máy bay nặng nhất từng được chế tạo với trọng lượng cất cánh tối đa là 710 tấn. Nó giữ kỷ lục về tổng trọng tải không vận là 253,8 tấn và có sải cánh dài nhất. Chiếc máy bay khổng lồ này đã tham gia cuộc chiến chống lại COVID-19 vào năm 2020 khi được sử dụng để cung cấp hàng hóa hỗ trợ cho các quốc gia trên thế giới bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Để có thể đạt được kỳ tích vận chuyển này, An-225 Mirya được trang bị 6 động cơ turbofan mạnh mẽ cùng dàn bánh đắp tăng cường 32 bánh và trở thành chiếc máy bay chủ lực trong phi đội của Antonov Airlines. Mình không nghĩ rằng có những chiếc máy bay khổng lồ như vậy cho đến khi làm video này đấy các bạn ạ. Hai, Airbus A380. Airbus A380 còn được gọi là một cỗ máy khổng lồ kỳ diệu nhưng chưa bao giờ thực sự cất cánh. Mặc dù nó được trang bị những công nghệ tiên tiến nhất, nhưng dự án 25 tỷ USD của hãng sản xuất máy bay Airbus đã thất bại ngay từ đầu. Vấn đề là đó là nó cực lớn, với sải cánh rộng đến mức gần như chiếm hết chiều dài của một sân bóng đá. Sức chứa của nó có thể lên tới hơn 800 người nếu tất cả số ghế đều là hạng phổ thông. Thêm một điểm cộng là nó có thể bay liên tục 16 tiếng và đưa bạn đi đúng nửa vòng trái đất. Vì vậy, nên ở dưới mặt đất, sải cánh dài và trọng lượng lớn khiến các phi trưởng rất e ngại A380. Họ phải làm đường băng dài hơn, trải nhựa dày hơn, cải tạo nhà ga lớn hơn và lắp cầu hàng không 2 tầng. Khi lên trời, với thân hình cồng kềnh, A380 tạo ra luồng gió xoáy cực lớn mỗi lần cất cánh, dư sức làm phi cơ nhỏ hơn dùng lắc mạnh hoặc thậm chí là lật ngửa nếu bay qua. Duy chỉ có một nơi A380 không khiến ai đau lòng, đó là mảng chở hàng. Vì nó rộng lớn nên có thể thoải mái thổ hàng mà không chật hẹp. Và để sở hữu một chú Airbus A380 thì tiền phải xếp thành núi khi giá bán lẻ của nó rơi vào khoảng tầm 445 triệu đô, cao nhất thế giới. 3. Boeing C-17 Globemaster III. C-17 Globemaster III là chiếc máy bay được phát triển bởi McDonnell Douglas, nay là Boeing cho Không quân Mỹ. Nó có khả năng vận chuyển những hàng hóa quá khổ, quá tải, cũng như binh lính đến các sân bay có đường bay ngắn bất kể ngày hay đêm. C-17 Globemaster sở hữu khoang hàng có chiều rộng 5,5m và cao 4,6m, giúp có thể cất cánh trong khi mang theo 74,7 tấn hàng hóa. Có mặt trên bầu trời từ những thập niên 80-90, đến nay chiếc máy bay này vẫn là một cánh tay vận tải quân sự đắc lực của Mỹ. C-17 Globemaster III có chiều dài thân là 53m, sải cánh rộng 51,75m và được trang bị 4 động cơ tuabin phản lực cánh quạt cho phép vận chuyển một khối lượng hàng hóa lớn, bay xuyên lục địa mà không cần tiếp nhiên liệu. Cửa khoang hàng hóa được thiết kế hiện đại với bậc tải hàng và hệ thống neo hàng bên trong có thể được vận hành chỉ với một chuyên viên bốc dỡ và cho phép trang thiết bị được tháo dỡ ngay lập tức mà không cần đến các thiết bị chuyên dụng. Ngoài ra, máy bay còn có thể dỡ hàng ngay cả khi trên không hoặc làm các nhiệm vụ như sơ tán y tế và các sứ mạng đặc biệt. 4. Airbus Beluga XL. Máy bay Airbus Beluga XL, hay còn được gọi là cá voi bay, là một trong những siêu phẩm được chú ý nhất lịch sử hàng không thế giới. Nó sở hữu vẻ ngoài độc đáo trông giống hệt một con cá beluga sống ở Bắc Cực với đôi mắt xanh lấp lánh và miệng mỉm cười thân thiện.
Ý tưởng lạ thường này được chọn bởi đội ngũ lãnh đạo Airbus sau một cuộc thăm dò với sự tham gia của 20.000 nhân viên, họ đã tìm ra được một thiết kế độc nhất vô nhị hiện nay. Không chỉ đơn thuần mang hình dáng dễ thương, Airbus Beluga XL còn có những chức năng nổi trội như khoang hàng hóa khổng lồ đủ lớn để chở một cặp cánh máy bay A350, hay chiếc mũi giống cá voi giúp cải thiện khả năng khí động học của nó. Beluga XL dài 63,1m, cao 18,9m và có sải cánh 60,3m, nâng sức chứa lên thêm 30% so với phiên bản cũ. Cụ thể, nó có thể mang 53 tấn hàng hóa với tầm hoạt động hơn 4.000 km. Phương tiện có trọng lượng 125 tấn, sử dụng hai động cơ tuabin phản lực cánh quạt Rolls-Royce Trent 700 với lực đẩy 316 kN. Thiết kế đầu máy bay gồ lên và buồng lái hạ thấp hơn, tạo thêm chỗ trống cho khoang chính dùng để chở hàng, đồng thời mang đến cho phương tiện diện mạo độc đáo. Nhiệm vụ chính của Beluga XL là vận chuyển các bộ phận lớn của máy bay từ những địa điểm sản xuất khác nhau quanh châu Âu tới đầy dây chuyền lắp ráp cuối cùng ở Toulouse, Pháp và Hamburg, Đức. Các bạn thấy chiếc máy bay này thế nào? Mít trông như một chú cá heo khổng lồ đang bay lượn trên bầu trời vậy. Nghe thật vô lý phải không nào các bạn? Năm, Half Airlander 102. Airlander 10 là chiếc máy bay dài nhất và xa xỉ nhất thế giới với đầy đủ tiện nghi như phòng tắm riêng, quầy bar và phòng chờ. Những người vui tính thường gọi nó với biệt danh chiếc mông bay bởi vẻ ngoài của nó thực sự giống hệt với tên gọi. Là một sản phẩm của Hybrid Air Vehicle, Airlander 10 được cấu tạo bởi một phần của khinh khí cầu, một phần máy bay trực thăng và một phần như máy bay phản lực thương mại. Chiếc máy bay hình dáng kỳ lạ này có chiều dài hơn 90m, có thể đạt tốc độ bay tối đa là 148 km/h và lơ lửng trên không trong suốt 2 tuần. Nội thất của máy bay Airlander 10 được đánh giá là rất cao cấp và sang trọng. Trong máy bay có tổng cộng 10 phòng ngủ riêng, quầy bar và khu vực tiếp khách. Thay vì nghĩ rằng mình đang di chuyển bằng máy bay, bạn sẽ thấy giống như mình đang ở một khách sạn xịn sò lơ lửng trên không vậy. Đó cũng là điều mà các nhà sản xuất muốn hướng tới. Biến việc bay lượn trên bầu trời trở thành một trải nghiệm đáng nhớ hơn là việc di chuyển đơn thuần. Sáu, Strator Lodge. Strator Lodge là chiếc máy bay được thiết kế với mục đích đưa các vệ tinh trên quỹ đạo ở tầng thấp do công ty Strator Lodge Systems sản xuất. Đây là chiếc máy bay có sải cánh dài nhất thế giới với hình thù kỳ quặc. Nó có hai thân và sải cánh dài bằng chiều dài của một sân bóng đá. Chiều rộng sải cánh của Strator Lodge lên tới 117m và chiều dài 72,5m. Chiếc máy bay này nặng gần 227 tấn, có hai buồng lái, mỗi buồng ở một bên thân máy bay nhưng chỉ có một buồng lái được sử dụng để điều khiển. Ngoài ra, Strator Lodge còn có khả năng cất cánh từ nhiều loại đường bay và bay đến một điểm được xác định trong điều kiện thời tiết tốt. Khi điều khiển Strator Lodge, phi hành đoàn sẽ phải ngồi ở máy bay bên phải, còn máy bay bên trái dùng để trữ các hệ thống dữ liệu bay, còn các vệ tinh sẽ được cất lên ở cánh giữa, nối hai máy bay với nhau. Để cất cánh và hạ cánh, chiếc máy bay đặc biệt này cần đến 6 động cơ, 747 và 28 bánh xe. 7. Lockheed C-5 Galaxy. Lockheed C-5 Galaxy là máy bay vận tải quân sự hạng nặng của Hoa Kỳ do hãng Lockheed Martin thiết kế chế tạo. Nó được Không quân Hoa Kỳ sử dụng làm máy bay không vận, chiến lược liên tục địa, giữ vai trò xương sống trong các nhiệm vụ vận tải chiến lược của quân đội nước này. Nhiều người gọi C-5 Galaxy là một chiếc nhà kho bởi loại máy bay này có thể dễ dàng nhét gọn thân của một chiếc máy bay vận tải tầm trung C-130 để vận chuyển đi hàng ngàn km. Hiện nay, C-5 Galaxy là một trong số những loại máy bay vận tải quân sự lớn nhất thế giới với khả năng mang tổng trọng lượng lên tới gần 123 tấn. Nó có thể chở theo gần như mọi khí tài của quân đội Mỹ, từ xe tăng, trực thăng cho tới cả máy bay vận tải. Được trang bị 4 động cơ GECF-680C2, một chiếc sản sinh lực đẩy lên tới 225 kN với sải cánh gần 68m, thân dài 76m và chiều cao 19,8m. Vận tốc tối đa của C-5 Galaxy có thể đạt gần 1.000 km/h, đồng thời có thể bay liên tục 4.440 km mà không cần tiếp nhiên liệu.
Bạn thích chiếc máy bay nào nhất trong video của Mít? Hãy bình luận xuống phía dưới cho Mít biết với nhé. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy ủng hộ Mít một like, một đăng ký kênh và ấn vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi Mít ra video mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!